Phòng khám hiểu của truyền thống làm thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Chào thầy, thầy tư vấn cho em với ạ. Em mắt vàng, đi ngoài thì phân lỏng, bụng thì đầy, chán ăn, mong thầy giải đáp. Đây là một câu hỏi rất hay, và cũng phải kể lại luôn với các anh chị rằng là và cũng phải cảnh báo rằng nếu mà bị hội chứng vàng mắt, chán ăn, đầy bụng rồi thì đi ngoài phân lỏng lát thì đây là dấu hiệu của gan không tốt. Trong đông y coi thì gan khai khiếu ra mắt, mắt mà đã vàng nghĩa là rất cẩn thận, có hội chứng của tiền, sơ gan cổ trướng hoặc là có u cục trong gan, nói chung là không tốt rồi. Thế thì câu chuyện kể thì năm 2005 em nhớ là có đi vào dân tộc, gặp một cái bệnh nhân sơ gan cổ trướng vàng ra, người thì gần 70 tuổi rồi và đi chữa thì rất nhiều, và gia đình nói luôn là lúc đấy chỉ chờ chết, không làm gì nữa. Thế thì sẵn ở trong rừng ấy rất là nhiều cây cối xay và cây cứt chuột, thì mình lấy về băm ra nhỏ nhỏ ra, vì rau cầu không có thì băm ra sao vàng. May nhà người ta có sân ấy, thì hạ luôn xuống đất, lấy một lóng cho người ta uống, mỗi thứ một lóng cho người ta uống. Thế uống buổi chiều thì đương nhiên rồi, buổi tối thì ngủ cách đấy hơn cây số thôi, lửa đêm 3 giờ thấy con nó đến, nó gọi giật giọng, mình sợ ghê quá, bảo chắc kiểu này nó đến lúc bắt đèn mình thì mẹ toi. Thế thì đến thì con người ta cũng rất là trân trọng thôi, vì là người ta gọi thầy, nó hỏi, người ta bảo thầy ơi, từ khi mà con nhà bố con uống thuốc của thầy vào thì từ tối đến giờ bố con đi đái liên tục, bụng xẹp hết rồi, mà bố con này bao nhiêu ngày không ăn được thì ông mẹ đói. Thế là bảo thế thì cứ nấu cháo cho, nếu có đường vàng thì tốt, mà không thì có đường phèn cho phụ ăn. Thế thì may mắn khoảng tháng sau người ta gọi điện đến thì khỏi. Thế đấy là câu chuyện kể chuyện những cái bệnh mà nó là gọi là phúc chủ độc thầy. Thế thì với những cái bệnh như thế này rồi thì bạn tốt nhất là bạn lên là phải đi kiểm tra kỹ cái tự gan, có dấu hiệu gì về gan, sơ gan cổ trướng hoặc có bệnh u cục gì về gan, hoặc là có vấn đề gì nói chung liên quan đến gan thì phải chữa sớm. Hai nữa là nếu có điều kiện thì mua thuốc thì ra hiệu thuốc mua cây, một cây một cân cây cứt chuột, một cân cối xay, và sao vàng và tảo thổ, mỗi ngày làm 10-20 gram sắc uống hàng ngày. Và đương nhiên rồi nếu có điều kiện thì bạn có thể gọi trực tiếp số điện thoại 0912595936, thì đương nhiên mình sẽ sâu chuỗi tất cả những nguyên nhân và đưa ra phương pháp tốt hơn một chút nữa. Tuy nhiên là làm như vậy là đã ok lắm rồi. Xin chào.